Trời ơi, sao nói sao đây trời. Bước ra sườn nhà ông Nghệ, vui mừng, em nhảy lên luôn anh. Trời ơi, ba lần. Đây là lần thứ ba em phỏng vấn rồi. Lần này em đậu, em cầm tỷ màu hồng, không phải tỷ màu trắng nữa anh ơi. Em là Nguyễn Ngô Trúc Linh, em năm nay 19 tuổi. Em rất là thích học tâm lý học, cho nên là em quyết định qua bên Mỹ để em có thể theo đuổi cái ngành học của em. Em chọn Arkansas để em học tập và ở đó luôn. Ở bên bển thì cái khu đó thì nó không có bán alcohol á, nên là em nghĩ là nó cũng khá là an toàn á. Lý do khác, cái mức sống nó cũng khá là reasonable với em. Với cả cái phần học tập thì nó cũng khá là ok. Khí hậu thì đông thì nó cũng tầm âm 5 hoặc 5 độ C thôi. Thì em nghĩ là em có thể sống được. Tại vì cái program của nó về cái ngành của em là psychology á, nó tập trung vào ba mảng là children, family với lại school issues. Em khá là quan tâm đến children á, cho nên là em nhìn thấy là em thấy em cũng nghèo vô rồi đó. Lần này thì nó cũng không có thay đổi khá nhiều quá. Em chuẩn bị trước là em chuẩn bị cho bản thân mà là chủ động hơn nhiều khi mà nói chuyện với lại đại sứ quán. Nhưng mà lần này em may mắn là gặp được một người phỏng vấn thì người ta hỏi em cũng khá là nhiều và em có thời gian để em trao đổi và em nói chuyện đó. Nhờ vào chị họ của em, họ đang ở bên Mỹ, chị họ của em giới thiệu cho em đến New World và anh chị hợp giới thương. Trời, chị thì cũng chỉ có chị Ngân với lại chị Thoa là hỗ trợ em nhiều, nhưng mà mọi người thì đều vui vẻ hết với em. Em muốn qua bên bển để học tiếng Anh, em muốn biết được cái cách mà người ta làm việc với nhau á và làm assignment các thứ đó trước, để khi mà em bước vào em cái ngành chính của em á thì em có thể tự tin hơn để em làm. Có thể là một sự thay đổi khá là lớn của em, tại vì em chưa tách bố mẹ ra bao giờ á. Em cũng muốn thử với bố mẹ thì hơi lo sợ, tại vì thể chất của em cũng không được quá khỏe, em cũng khá là nhỏ cho nên là bố mẹ cũng sợ là em gặp vấn đề các thứ. Nhưng mà bố mẹ lần này lại đồng ý và ủng hộ em khi mà em đi du học qua Mỹ, một nơi khá là xa, cách 12 tiếng. Em cũng khá là vui khi mà bố mẹ đồng ý cho em đi và ủng hộ em như vậy. Con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn ủng hộ và support con. Bố mẹ push con để con có thể đạt được những cái mà mình luôn mong muốn. Chị Ngân và chị Thoa luôn lúc nào cũng ủng hộ em, thúc đẩy em cố gắng, có sữa cho em rất là nhiều. Yêu lắm.